nhiều lúc á, chị nhiều lúc chị buồn lắm, thật sự mình cứu tụi nó mà cái bữa ăn của mình không có lo đủ cho tụi nó, nhiều lúc mình cũng bình thường một suất ăn của tụi nó là gồm những cái gì vậy chị? Có khi thì gà sai, cá sai, rồi tất cả chị đều sai hết, rau củ, rồi gan phổi rồi đó, đầu gà. Để mà bữa nào chị có tiền nhiều thì chị cho ăn ngon, mà không thì cho ăn dở tí xé. Mình cũng sáng mình đi chợ mình mua luôn hả? Thì bây giờ nói chung hiện tại bây giờ là chị Nguyên đã, tại vì thời buổi giờ là kinh tế khó khăn, mà mạnh thường quân ai cũng hiện giờ là cũng giống như là đang trong cái giai đoạn khó khăn vậy. Thì chị Nguyên bây giờ mỗi buổi sáng là chị Nguyên đi lụm nhiều hơn. Chị Nguyên đi lụm rau củ nè, rồi xong rồi buổi trưa thì chị Nguyên đi mua, rồi chị Nguyên cũng có thể xin thêm đồ ở chợ vậy đó. Thì chị Nguyên cũng muốn là cho đỡ bớt cái gánh nặng của mạnh thường quân. Mất khoảng bao lâu chúng mình ăn trong cái đó? Khoảng 2 tiếng. Em thấy không, ăn không đủ sức của nó. Dạ. Bữa nay mà ăn mà đủ hết là một ngày phải đâu 100 ký gạo nó ăn mới no. Một ngày 100 ký. 100 ký, hiện tại là chị đang cho ăn 85 ký đó. Là loại gạo bao nhiêu ký vậy? Gạo là chị cho ăn gạo 10, lúc trước là chị cho ăn gạo 11 ngàn, bây giờ gạo 13 ngàn, tại vì cái chị nấu bằng cái tủ cơm công nghiệp á, nên chị để cho cái gạo đó nấu nó đỡ hơn, nó không có bị nhão á. Mình cứu từ nhỏ mà mình cho từ nhỏ ăn không đủ no, cái đâm ra cái mình bị stress, mình giống như mình cảm thấy mình có cái lỗi gì đó. Không chăm được con của mình vậy hả? Bởi nhiều khi mấy bạn, nhiều người không hiểu đó, nói chị thế này biết chia cái này. Ví dụ nói gì chị? Mà nói là chị đó thì ăn tinh thân xác cháu mèo, hỏi em chứ có như thấy các con gì vậy? Dành từng miếng ăn làm sao mà mình ăn được cái từ đó. Đúng không? Mình không có mình cho tụi nó ăn thôi chứ làm sao mình ăn được. Rồi đó, cũng là một phần do chi phí đi đường dây điện khá cao. Mình nghe đâu là khoảng 7 triệu á. Nhưng mà hiện tại cũng đang trong quá trình xin giấy phép. Còn mọi người thấy điện đang dùng tại trạm bây giờ là mượn chủ yếu của hàng xóm xung quanh á, nên khá là yếu. Nên á là dù chị Quyên có máy trộn cơm nhưng mà vì trộn cơm chủ yếu vẫn là trộn bằng tay. Mày đánh con nha, tại sao không đi đánh vậy? Hả? Đánh nhau á, giành ăn là chuyện thường xuyên xảy ra luôn. Tâm nhìn còn rén mà chị la một tiếng là cả đàn im phăng phắc liền. Em biết sao không? Ở trong này nó đông quá, nó cắn, nó hùa. Mình mà vô không kịp đâu, có thể là nó cắn mấy bạn bị thương nhiều, nó phải sợ. Dạ. Thì chị cố gắng là trong thời gian tới chị chia khu. Là chó nhỏ, chó lớn, rồi chó khỏe, rồi chó bệnh rồi hả? Đúng rồi. Nhưng mà cái kinh phí mình chia khu gì mắc không vậy? Nếu mà bây giờ làm cái này thì chị nghĩ nó cũng hơn 100 triệu nữa mình mới làm được. Dạ. Hồi xưa lúc mà mình bắt đầu nuôi